Mời các em quan sát lên trên màn hình và cho thầy biết bức tranh phong cảnh miêu tả về cảnh gì nhé. À, chúng ta sẽ có bức tranh số 1 là về buổi sáng bình minh với những chú chim rất là tươi vui trong vào buổi sáng bình minh. Và bức tranh thứ hai là các em nhỏ đang vui bước đến trường. Và chúng ta quan sát tiếp qua bức tranh thứ hai. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài học, đó là học hát bài Reo Vang Bình Minh, nhạc và lời của tác giả Lưu Hữu Phước. Ở trên đây là một số đôi nét về tác giả Lưu Hữu Phước, các em sẽ đọc qua và cố gắng ghi nhớ những nội dung chính về tác giả Lưu Hữu Phước. Rồi, và hoạt động tiếp theo, thầy mời các em sẽ lắng nghe phần giai điệu của bài hát Reo Vang Bình Minh, nhạc và lời Lưu Hữu Phước. Rồi, chúng ta cùng lắng nghe giai điệu của bài hát Reo Vang Bình Minh, và bây giờ chúng ta sẽ đi vô tập từng câu trong bài hát. Bây giờ chúng ta ghép tất cả các câu lại.